Dạ vâng ạ, à, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Dự báo là ngày hôm nay và hai ngày cuối tuần thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn, có lúc mưa to. Do có mưa, cho nên là nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C, mức nhiệt độ vừa phải. Không chỉ ở Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì mưa dông cũng sẽ đến sớm. Cục bộ sẽ có các điểm mưa to. Do có mưa, cho nên là nhiệt độ trưa nay rơi vào khoảng 31 đến 32 độ C, thời tiết mát dịu. Chỉ có một vài nơi như là tại Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc thì nhiệt độ cao 33 độ C, cảm giác là hơi nóng. Ở miền Đông Nam Bộ, hôm nay thì cũng sẽ có mưa ngay từ sớm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Tây Ninh và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 31 đến 33 độ C. Càng về chiều thì mưa càng to, đề phòng với ngập úng, sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Xét thường xuất hiện trước, trong, thậm chí là sau cơn mưa, sẽ có thể truyền qua bất kỳ dây hoặc thanh kim loại nào ở trong tường hoặc là ở trên sàn bê tông. Quý vị chúng ta nên tránh nằm trên sàn bê tông hoặc là tránh dựa vào tường khi mà có sấm sét. Đang đi trên đường thấy cơn giông kéo đến thì nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn ở những tòa nhà có thiết bị chống sét. Đến với thành phố đảo Phú Quốc thì dự báo hôm nay mưa có thể xuất hiện bất chợt ở trong ngày. Vì chiều có lúc mưa lượng khá, quý vị cần phải đề phòng với các hiện tượng gây nguy hiểm như là gió giật mạnh và lốc xét, ngập úng ở vùng trũng thấp, nhiệt độ buổi trưa rơi vào khoảng 30 độ C. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, bao gồm cả quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo thì dự báo là có mưa giông nhiều nơi. Trong mưa giông dễ đi kèm với lốc xoáy. Riêng có vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau thì có gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 có thể ảnh hưởng đến các chuyến tàu ra vào đảo.